Đây là cây sầu riêng ri 6 nha, trồng được 3 năm xong rồi bắt đầu ghép cải tạo lên nè. Ghép cải tạo ở trên là ngọn sầu riêng Thái ở trên, trên cùng một cây nhưng mà hai loại trái nha. Đó, bắt đầu từ cái mắt cái khớt đó ở trở lên đó là bắt đầu là Thái Lan nha. Đó, cái này ghép được 3 năm rồi nè, ra trái bối luôn rồi nè. Năm ngoái ra ít nè, lặt bông bỏ, năm nay ra trái đợt đầu mà nó tròn ghê không, rất là đẹp. Tiếp cây này nữa nè, đó, ri 6 ở dưới nè. Rồi, ri 6 nè. Rồi bắt đầu từ cái mắt chỗ nước nước đó trở lên đó là Thái Lan đó. Đó, Thái Lan nè, tròn học ghê không. Thấy chưa, Thái nè. Đó, sướng chưa, ăn hai tầng luôn, không có bỏ tầng nào hết. Ở dưới ri 6, ở trên Thái Lan. Đó, ri 6 ở dưới mà Thái ở trên nha, Thái ở trên nè. Đó, cây nào cũng sai hết, chịu. À, cây này nữa nè, ui coi nè. Đó, đậu nhìn má ơi luôn. Này là thực tế luôn nha, quả đóng chùm chùm vậy luôn á, cưng chưa. Cây nào cũng sai chịu. Ri 6 nè, tầng dưới ri 6 nè. Ri 6 nè. Đó, trái nè, ri 6 nha. À, tầng trên là Thái Lan nè. Đó, Thái Lan nó bó trái cục cục luôn á. Thái Lan ở tầng trên, thấy không? Đã ghê không? Đây nha, ở dưới là các bạn thấy không, cùng một cây ở dưới là ri 6 nha. Ở dưới là ri 6 nhưng mà ở trên là Thái Lan nha. Mình sẽ tới mình quay kỹ cho các bạn coi. Nè, ri 6 ở dưới nha, nè. Ui trời, ri 6 ở dưới. Đó, ri 6 ở dưới. Bắt đầu là từ cái mắt ở trên kia là, đó, là lên trên kia là Thái Lan nha. Đó, Thái Lan. À, 6 ở dưới, ri 6 ở dưới vẫn thu luôn chứ không có bỏ cái nào hết. Kỹ thuật ghép này á, là nó rất là tốt nha mọi người. Nó sẽ thụ vấn chéo cho nhau. Ghép này nó hiệu quả lắm. Một gốc sầu riêng mà cho hai loại trái nha. Đó, Thái Lan là mình ghép ở trên ngọn nha. Ồ, nó đầu trái nè.